Gần đây anh chị cũng thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa một cái, có nghĩa là đã đăng lên trên mạng, có thể là trên báo giấy, trên truyền hình Việt Nam và trên cái kênh điện tử, rằng là công an có một cái lực lượng là 47, có khoảng 10.000 dư luận viên. Anh chị cứ tưởng tượng đi, mồ hôi nước mắt của anh chị làm, anh chị đóng tiền thuế, có thể nhiều người không nhìn thấy được cái tiền thuế của mình đóng trực tiếp, nhưng mà anh chị đóng gián tiếp, đóng gián tiếp qua việc anh chị đổ xăng. Nhưng nói ví dụ ngày hôm nay anh chị làm 1 giờ 20.000 đồng, anh chị đã đổ xăng 18, 19.000, thậm chí 20.000 đồng. Nhưng mà bên Mỹ một galon của nó là khoảng 3,8 lít xăng, mà tính ra khoảng 2,5 đô la, Dương nghĩ rằng là không tới anh chị, không tới. Có nghĩa là mỗi một lít xăng như vậy bên Mỹ họ chỉ trả có 10.000 đồng mà thôi. Bên Mỹ họ chỉ trả có 10.000 đồng cho một lít xăng mà thôi. Trong khi tại Việt Nam thì anh chị phải trả 18, 19, 20 ngàn là cái tiền nó dư ra anh chị phải trả trong cái tiền xăng đó, là cái tiền thuế của mà mình phải trả. Thì rốt cuộc ngày hôm nay cái những cái tiền mà dư ra đó anh chị họ lấy họ làm gì? Họ lấy để họ trả cho cái lực lượng PC, cái lực lượng 47 này. Thật sự ra con số không dừng lại ở 10.000 người đó anh chị, mà nó tới 80.000 dư luận viên lận. 80.000 và thậm chí có cả 100.000 lận. Tại sao như vậy anh chị? 1 giờ anh chị làm, tính ra tiền Việt Nam mức lương bình quân, mức lương bình quân của mỗi người công nhân chúng ta tính mỗi 1 giờ là 20.000 thôi. Và anh chị biết là bên Mỹ 1 giờ như vậy có thể là người ta làm dao động từ khoảng 10 đến 15 đô la 1 giờ, thì tính ra tiền Việt Nam 1 giờ như vậy là họ 300 mấy chục ngàn đồng, đúng không ạ? 300 mấy chục ngàn đồng mà họ chỉ cần trả xăng có 10.000 đồng cho một lít xăng thôi, mà họ đi xe hơi, chúng ta đi xe máy, họ đi xe hơi họ che nắng họ che mưa được, còn mình phải đi xe máy mưa nắng thì mình hứng chịu hết, bụi bặm mình hứng chịu hết. Có nghĩa là nói chỉ cần nói sơ sơ thôi, những cái mà người Việt của chúng ta ở nước ngoài hưởng là người Việt trong nước không được hưởng. Tại sao người Việt ở bên ngoài họ sống trong cái môi trường trong sạch mà họ được trả cái giá xăng rẻ nữa, rồi họ khi mà họ làm họ đóng thuế anh chị, họ trích ra bao nhiêu phần trăm nhưng không nhớ, không biết chính xác. Ở bên Mỹ khi anh chị làm, anh chị lãnh lương ra, người ta sẽ trả anh chị sẽ phải trích ra bao nhiêu phần trăm để mà đóng thuế thu nhập cá nhân đó. Thì bên bên Dương á, là ngày hôm nay Dương được biết là 36%. Như vậy có nghĩa là gì? 36% đó nó đánh thẳng vào trong lương của mình để làm gì anh chị? Để rồi nó lo cho con mình, nó lo cho con mình đi học, nó lo cho mình về già, nó lo cho mình cái 36%, nó lo cho cái lương mình về già, mình không cần phải ngửa tay xin tiền con anh chị. Rồi đường xá của mình đó, là mình đi không có phải ổ gà ổ voi, nó hư một chút xíu thôi là những cái người làm bên công trình, làm bên đường xá đó lập tức họ phải chịu trách nhiệm, họ sẽ vá lắp. Có nghĩa là cái tiền thuế của chúng ta được cái chính phủ đó họ sử dụng một cách hiệu quả, và cái giá cả hàng hóa ví dụ như xăng, điện, nước rất là thấp, tại vì nó đã người dân đã trả thuế thu nhập cá nhân rồi anh chị, thì cái giá tiêu dùng không thể nào cao được. Còn ngày hôm nay Đảng Cộng sản Việt Nam nó rất là mị dân, nó rất là xảo ngôn, rất là xảo quyệt, nó rất là mưu mô thâm độc. Nếu mà nó không thâm độc Dương không nói anh chị, nó không cho người dân thường, nó không cho người dân nghèo thấy nó đánh thuế. Nó đâu có đánh thuế, nếu mà chúng ta nhìn về mặt trực tiếp chúng ta không hề thấy nó đánh thuế. Không ai đánh thuế, ngay cả bây giờ anh chị về hỏi những người cha người mẹ của mình có biết là anh chị ba mẹ đã phải đóng thuế không? Họ không biết. Mặc dù rằng họ trả thuế rất là nhiều luôn mà họ không biết. Bây giờ Dương nói lại một lần nữa, cũng là một lít xăng mà bên Mỹ họ chỉ trả có 10.000 đồng thôi, mà cái lương của họ 1 giờ là 300 mấy chục ngàn đồng tiền Việt Nam. Dương tính ra, hầu như Dương tính tiền Việt Nam cho quý vị dễ có một cái sự so sánh. 1 giờ tại sao có cái sự khác biệt này? Tại sao bên Mỹ 1 giờ 300 mấy chục ngàn đồng, anh chị tính bình quân lấy 12.000 thôi, 12 đô la mà nhân cho 2.3 đi thì cũng khoảng 300.000, gần 300.000, mà tại sao mỗi một lít xăng họ đổ có 10.000 thôi? Còn còn trong khi ở Việt Nam 1 giờ mà họ phải đổ cho tới 20.000 đồng, 18, 19.000 đồng một lít xăng anh chị, thì cái tiền 10.000 đồng, cái tiền 8, 9.000 đồng còn lại nó đi đâu? Nó đi vào túi của những người lãnh đạo, nó đi vào những cái dự án, những cái công trình, những cái dự án treo, những cái công trình treo. Anh chị biết cái hệ thống mà gọi là đường cao tốc Mê Linh, đường 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 sắt ở trên cao đó anh chị biết ngày hôm nay nó lại tiếp tục kéo dài thời gian, nó chưa hoàn thành nữa và nó thông báo lỗ nữa, nó không có tiền, nó không có vốn đầu tư nữa và nó ngưng lại. Và cái đó là một trong hàng triệu những cái dự án, những công trình treo mà chúng nó tạo ra, chúng ta nó vẽ và chúng nó ăn chia với nhau.
Tại sao ban đầu cái số vốn đầu tư ban đầu là như vậy, một thời gian làm cái dự án nào, cái dự công trình nào nó cũng phát sinh cái chi phí á, nó không có khả năng nó làm tiếp tục và nó để đó anh chị. Và anh chị biết cái những cái dự án đó, những cái công trình bỏ dở dang nó tiêu tốn hàng ngàn tỷ. Và biết bao nhiêu tỷ đô la, anh chị biết bao nhiêu tỷ đô la nó đổ vào trong đó. Và nếu như mà chính phủ của Việt Nam mà họ sử dụng đúng anh chị, nó giải quyết biết bao nhiêu vấn đề về phúc lợi, về an sinh cho người lao động, cho người dân tại Việt Nam không? Hầu như gần như ngày hôm nay người dân của chúng ta mất trắng, mất sạch hết. Có những người ngày hôm nay Dương hỏi anh chị, ví dụ như bây giờ anh chị làm giáo viên đi, anh chị có biết được cái chị anh chị bệnh tật không? Không. Nếu mà anh chị sống khỏe đến khi mà anh chị về hưu, anh chị hưởng lương hưu thì Dương không nói. Mà đùng một cái năm 10 năm sau anh chị bệnh một cái, anh chị biết cái chuyện gì xảy ra với mình không? Gần như là chúng ta bị bế tắc. Và công nhân cũng vậy, ngày hôm nay công nhân làm rất là nhiều năm anh chị mà chưa đến tuổi nghỉ hưu. Tại vì cái sự quy định về bảo hiểm ở Việt Nam nó có quy định là anh chị tới tuổi nghỉ hưu mới được nhận lương hưu. Vậy thì khi anh chị bệnh thì sao? Ở bên đây anh chị bệnh thì sao? Thì trong những cái livestream trước Dương đã nói rồi, nó có những cái chính sách quy định cho người bệnh hưởng như thế nào và về hưu hưởng như thế nào. Mà anh chị thấy ngày hôm nay ai mà ở Việt Nam mà bệnh là chỉ có nước chết thôi. Bệnh mà có vợ con á, thì vợ con đi làm, vợ con nuôi cái người bệnh đó. Còn mà nếu mà không có vợ con á, thì là chết thôi, là gánh nặng của cha mẹ. Còn ở bên đây người ta bệnh là bản thân họ được chính phủ lo cho người đó. Họ lấy tiền của những người khỏe đó anh chị. Tại vì sao họ lấy tiền của những người khỏe, họ lo cho những người bệnh. Rồi họ lấy những tiền thuế của những người trẻ, họ lo cho những người già, nó cứ xây vòng vòng như vậy. Còn ngày hôm nay chúng ta đóng tiền thuế, nó đi vô trong túi của quan, nó đi vô trong cái ngân sách nhà nước, nó đi luôn, nó không quay về. Còn bên đây người ta lấy tiền nó làm vòng vòng anh chị, nó lấy tiền của người trẻ không, nó đánh thuế của người trẻ, nó trả cho người già. Rồi cái mốc cái người trẻ này già thì nó lấy tiền của người trẻ đó, nó trả cho người già, nó xây vòng vòng. Và bên cạnh những cái tài nguyên khoáng sản của đất nước của người ta nó khai thác, thì tài sản nó là tài sản chung của quốc gia, của dân tộc, của người dân ở đó, nó không được quyền sở hữu riêng. Nó không được quyền, nó gọi là nó bán, nó chia chác, nó bỏ vô túi riêng, nó ăn chia với nhau. Thì anh chị nghe cái vụ Formosa mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được một cái tượng vàng bao nhiêu ký, anh chị nghe không? Những cái tài sản của quốc gia là của toàn dân của quốc gia đó, chứ không riêng một cá nhân nào. Nhưng tại Việt Nam anh chị thấy ngày hôm nay tài nguyên rừng, về rừng, anh chị thấy là họ lên là họ chặt cây, họ lên là họ chặt những cái cây cổ thụ, những cái cây mà có giá trị họ bán, họ chia chác nhau. Có người dân nào biết được cái điều này không? Có một cái người dân nào mà nhận được giá trị lợi ích từ những cái chuyện mà kinh doanh về tài nguyên quốc gia, tài khoản quốc gia đó của mình không? Có ai nhận được không? Không ai nhận được hết. Người ở bên ngoài khi làm livestream họ có thể mạnh dạn họ nói những cái vấn đề bất cập. Còn người trong nước họ khi họ nói họ phải dè chừng anh chị. Họ phải dè chừng từng câu từng từ để họ tránh cái việc bắt bớ. Họ tránh cái việc mà gắn ghép tội lỗi. Cho nên Dương mong rằng anh chị ở nước ngoài đó, khi chúng ta lên làm livestream chúng ta mạnh dạn chúng ta nói. Bởi vì cái cách chúng ta nói nó không giống cái cách người trong nước. Cái cách người trong nước họ chỉ nói được 4 phần thôi, hoặc họ nói 3 phần thôi. Còn chúng ta ở ngoài chúng ta có thể tự do, chúng ta nói lên cái tội ác của Cộng sản. Chúng ta có thể nói Hồ Chí Minh là không sự thật, hoặc là Hồ Chí Minh là một cái người mang chủ thuyết Cộng sản áp đặt vào Việt Nam để cho người dân của chúng ta sống khổ. Nhưng mà người dân tại Việt Nam họ nói giống như mình không được. Họ nói giống như mình họ sẽ bị bắt, họ bị bắt bỏ tù với nhiều cái nguyên nhân lắm anh chị. Cho nên là Dương mong rằng là các anh chị ở hải ngoại chúng ta cố gắng chúng ta lên tiếng nhiều hơn nữa nha. Tại vì trong một năm thôi mà Dương thấy có nhiều anh chị ở nước ngoài họ lên tiếng, thì dân ở trong nước bắt đầu lên tiếng rất là nhiều. Nó thì rất là nhiều cái sự khác biệt mà có thể nói rằng là nếu như chúng ta không lên tiếng, nếu mà Dương ra ngoài đây mà Dương im lặng thì anh chị biết rằng là chúng ta vô tình chúng ta chấp nhận cái ác, chấp nhận cho cái cả đảng Cộng sản Việt Nam nó tiếp tục nó sống, nó vơ vét người dân của chúng ta. Thì không phải ai cũng có can đảm để lên tiếng nói, Dương biết điều này. Nhưng mà cái gì quan trọng hơn chị? Bên cạnh là nó vơ vét cái tài nguyên khoáng sản của quốc gia, của dân tộc mình, nó còn có những cái văn bản, có những cái công hàm nó ký một cách âm thầm nữa. Cái quốc gia dân tộc này từ vào những giai đoạn mà năm 1954, miền Bắc có 22 triệu người, miền Nam có 16 triệu người, đúng không? Đến ngày hôm nay là toàn dân Việt Nam tổng cộng cái dân số ở Việt Nam là bao nhiêu? Là 94 triệu người. Vậy mà khi mà họ ký những cái công hàm, những cái văn bản đó không ai biết hết trơn. Bao nhiêu triệu người không ai biết hết trơn, và họ làm một cách âm thầm, một cách lặng lẽ.
Chỉ có những người Việt ở nước ngoài biết, mà anh chị biết rằng là cái giai đoạn, những cái giai đoạn trước kia Internet đâu có phát triển đâu. Thì người ở nước ngoài họ đẩy thông tin bằng cách nào, anh chị không có cách nào hết trơn. Có những cái cách nhưng mà hiệu quả không cao so với bây giờ. Bây giờ chỉ cần một cái nút like thôi, một cái nút chia sẻ thôi là gần như nó lan tỏa khắp cả thế giới, chứ còn ngày xưa không có. Nhưng mà xui cho chúng ta là ngày hôm nay khi mà chúng ta biết thì thời gian mà để cho chúng ta có một cái cuộc lội ngược dòng anh chị, một cú lội ngược dòng thì thời gian của chúng ta quá ít. Tại vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng, ngày hôm nay là gần như là ngày cuối cùng của năm 2017 rồi. Bước qua 2018, bước qua 2019, 2 năm nữa. Rồi năm 2019 bước qua 20 rất là nhanh. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra. Trong bây giờ anh chị nhìn thấy là ở ngoài Đà Nẵng, ở ngoài Nha Trang, ở ngoài miền Bắc thì khỏi phải bàn rồi, tại vì miền Bắc giáp ranh với lại Trung Quốc. Và thậm chí Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay mở đường cho Trung Quốc nó đi xe hơi vô một cách thoải mái, không có kiểm tra giấy tờ. Và thậm chí cái cửa khẩu Móng Cái ngày hôm nay là mỗi ngày như vậy, có khoảng 4-5 ngàn người họ đi vào mà không cần visa, không cần gì hết, họ đi vào rất là thoải mái. Và nhưng được biết rằng là cái người Trung Quốc ở trên Việt Nam ngày hôm nay có trên 10 triệu người rồi. Có trên 10 triệu người họ đi vào Việt Nam rồi. Và có một số vùng cao nguyên họ sanh con của người Trung Quốc. Họ sanh có nghĩa là họ lấy người Trung Quốc và họ sanh con. Và thậm chí họ mở trường dạy tiếng Trung Quốc rồi. Mở trường dạy tiếng Trung Quốc rồi. Và họ yêu cầu là phải có những cái kênh truyền thông bằng tiếng Trung Quốc để dạy cho những cái đứa đó nghe nữa. Nó làm từ từ anh chị, giống như cái chiến dịch tầm ăn lá dâu như vậy. Thì chúng ta làm gì anh chị, chỉ còn có 2 năm nữa chúng ta làm cái gì? Nếu người dân bây giờ không biết lên tiếng, không biết đoàn kết lại, không biết vượt qua sợ hãi, chúng ta phải nghĩ như thế này nè, chúng ta phải lên tiếng cho con cháu của chúng ta sau này. Gần như là thời gian gần đây Dương có nghe một vài livestream của những người con khi chia sẻ những vấn đề bất công trong xã hội, thì người mẹ, người cha, người lớn nói thôi chuyện đừng có lên tiếng, kệ, chuyện của ai mặc kệ. Nếu như mà quý vị suy nghĩ như vậy á, thì cách đây 1.000 năm, có nghĩa không phải cách đây 1.000 năm, chúng ta đã từng bị Trung Quốc đô hộ 1.000 năm rồi chứ gì. Nếu ông cha ta không đứng lên khởi nghĩa, ông cha ta không đứng lên chiến tranh, chiến đấu, thì làm sao chúng ta thoát giặc tàu để rồi ngày hôm nay chúng ta lại một lần nữa chúng ta bị chuẩn bị rơi vào cái trạng thái đó. Có nghĩa là không, chúng ta không thể nào chúng ta vô cảm được. Những người cha, những người mẹ đừng có cái trạng thái. Dương nghe Dương rất là bực mình anh chị, bực mình lắm. Dương là ngày hôm nay Dương ngoài 30 tuổi mà Dương nghe những người 50 tuổi, 60 tuổi, Dương cảm thấy Dương khinh thường họ vô cùng. Dương nói cái này quý vị giận Dương, Dương chịu. Giận Dương, Dương chịu. Anh chị nói Dương hổn, Dương cũng chịu nữa. Tại sao trước cái vận nước lâm nguy như vậy, ngày hơn ngày mai có thể quý vị đi xuống lỗ, quý vị nằm, quý vị chết. Rồi quý vị có nghĩ rằng là đứa con của mình ở trên đời này nó sẽ chống chọi ra làm sao với lại cái việc mà nó sống trên đất nước của mình, mà nó không thể làm gì khác được khi mà một cái kẻ lạ, một cái kẻ hàng xóm, nó đi qua, nó đi vô trong nhà của mình mà nó bắt mình phải lau nhà cho nó, bắt mình phải lau chân cho nó, rửa son, rửa chén cho nó. Tại sao với cái chuyện này chúng ta phải hình dung, chúng ta phải nghĩ, tao là chủ nhà, mày là khách và mãi mãi mày chỉ là khách thôi. Chứ không có chuyện mà mày đi vô nhà của tao, mày ăn, mày ngủ ở đó, mày bắt tao phải dọn giường cho mày, bắt tao phải giặt quần, giặt áo cho mày. Chỉ có những kẻ ngu si đần độn lắm mới chấp nhận cái chuyện này xảy ra. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy là chúng ta không, ngày hôm nay có nhiều người chửi ông Nguyễn Phú Trọng. Ông là một cái tên gọi là giống như tình báo Hoa Nam cài cắm rất là nhiều năm. Chúng ta không, có nhiều người chửi như vậy, nhưng mà Dương khắp không dám khẳng định là ông có phải là người tình báo Hoa Nam không, Dương không biết. Nhưng mà những cái việc ông làm để cho ngày hôm nay Trung Quốc nó lộng hành từ miền Bắc tới miền Tây, nó đủ cho mình khẳng định rằng ông đã nhún nhường và ông đã chấp nhận để cho người Trung Quốc đi vào. Ông là ai và tại sao ở với một cái cương vị là tổng bí thư, với một cái cương vị đứng đầu một quốc gia mà ông lại để cái chuyện nó xảy ra, để cho những cái người mang tiếng là hàng xóm mà họ bước vào trong nhà và họ dẫm đạp trên người dân của chúng ta. Ở ngoài Nha Trang có nhiều cái khu gọi là cái khu nghỉ, những cái xây những cái biệt thự, xây những cái khu giống như khu nghỉ sinh thái anh chị. Người Trung Quốc rất là nhiều mà người Việt của chúng ta đi vào trong đó thì không đi được. Nó lại nói rằng là khu vực này không cho người Việt đi vào. Trên đất nước Việt Nam, Nha Trang, Đà Nẵng là thuộc chủ quyền của Việt Nam, của người dân Việt Nam, của 92 triệu người dân Việt Nam. Mà tại sao có cái chuyện khu vực này cấm người Việt vào? Tôi đang ở Việt Nam chứ tôi đâu có đang ở Trung Quốc đâu, đúng không anh chị?
Quý vị đang ở đất nước Việt Nam, tôi không hề lấn sang đất nước tàu cộng của anh chị. Tôi không hề lấn sang đất nước của anh chị. Mà tại sao ngày hôm nay đi vào trong đây mà anh chị lại chia ranh giới rằng khu vực này không cho người Việt vào? Vậy thì trong con mắt của những người này, người Việt là ai? Người Việt là cái giống gì? Chúng ta không còn là chủ nhà nữa. Từ khi Formosa đi vào hoạt động trong miền Trung, biết bao nhiêu người đã rời khỏi cái miền Trung đó đi lao động khắp nơi luôn. Trung Quốc có, Đài Loan có, Hàn Quốc có, châu Âu có, châu Âu có, dòng dòng ở Bắc Âu có, Đông Âu có, khắp nơi luôn. Tại vì sao mà nó sang mình phải đi anh chị? Vậy thì câu hỏi này đặt ra cho ai? Đặt ra cho những nhà lãnh đạo tại Việt Nam. Các ông đã làm gì để cho người dân Việt Nam ngày hôm nay họ phải rời khỏi nhà của họ? Họ không sống được trên quê hương Việt Nam. Các ông nắm quyền lãnh đạo rồi mà các ông không thể nào giữ được cái ngôi nhà cho toàn dân Việt Nam. Vậy thì các ông có đủ tư cách để các ông đứng lên lãnh đạo hay không? Vậy thì những người cầm quyền trong lực lượng công an, quân đội, công an trong quân đội, trong công an này kia nào, thì các vị suy nghĩ thế nào? Bây giờ chúng ta dùng cái tiền của người dân để nuôi lực lượng 47 để làm gì? Anh chị trả lời dùng đây. Bây giờ những người lãnh đạo ví dụ như tướng Tô Lâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc đều trả lời dùm cho tôi. Cái lực lượng 47 để làm gì vậy? Để mà phản pháo lại những cái luận điệu tuyên truyền trên mạng xã hội. Nếu quý vị làm tốt, quý vị làm đúng, thì không có cái chuyện mà chúng tôi phải sử dụng truyền thông đâu. Chúng tôi không phải lên tiếng để lên án cái tội ác của quý vị đâu. Bây giờ giải thích dùm tôi tại sao Formosa nó đặt ở đó, người dân miền Trung phải di tản đi hết. Rồi giải thích dùm tôi cái lực lượng B, cái lực lượng 47, 10.000 dư luận viên đó, trả lời cho khôn khéo, trả lời dùm cho tôi. Tại vì sao cái cửa khẩu Móng Cái mở cửa ra cho người Trung Quốc đi vào không cần xin visa? Trả lời dùm tôi. Đừng có ngồi đó mà chửi tôi nữa, đừng có chửi vô ích. Trả lời dùm cho tôi. Tại sao tính đến thời điểm này Formosa vẫn tiếp tục xả thải mà không có một biện pháp nào xử lý hiệu quả? Lực lượng 47, 10.000 dư luận viên đó, có trong số nhiều người này, hãy trả lời cho tôi biết. Tại vì sao ngày hôm nay người Trung Quốc có mặt khắp mọi nơi? Và thậm chí vừa rồi Dương không nhớ cái địa điểm nữa, ở đâu, một cái đám đông khoảng 200 đến 300 người Trung Quốc đã đàn áp đánh đập một cái gia đình của người Việt của chúng ta, dí đánh đập trên cái đất Việt của chúng ta. Trả lời đi. Vậy lực lượng 47 đó làm cái gì trước những cái kẻ mà chúng ta gọi là ngoại xâm? Làm gì? Làm cái gì? Lấy tiền thuế của dân, không lo về an sinh, không lo về phúc lợi, không lo về giáo dục. Giáo dục thì chỉ là yêu đảng và yêu bác. Ngay cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn muốn là học sinh, còn muốn những thanh niên có tâm là phải yêu đảng, yêu chủ nghĩa Mác Lênin. Các ông yêu đi. Thanh niên người ta trẻ trung, Dương nói giống ví dụ giống như một câu chuyện tình vậy anh chị. Thanh niên người ta thích yêu cô gái trẻ đẹp, hiện đại, modern. Các ông già rồi, các ông cũng thích yêu cái trẻ, yêu cái đẹp vậy. Nhưng mà tại sao các ông lại bắt thanh niên Việt Nam phải yêu những cái người già lớn tuổi, 70-80 tuổi bắt người ta phải yêu? Có nghĩa là gì? Cái chủ nghĩa Mác Lênin đó, cái tư tưởng Mác Lênin đó, nó đã lỗi thời lạc hậu rồi. Các nước khác nó đã kéo tượng của Mác nó đạp đổ rồi. Lênin nó đạp đổ rồi. Bây giờ muốn tuổi trẻ Việt Nam phải yêu cái tư tưởng của Mác Lênin, yêu cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Tại sao muốn họ làm những cái điều mà chúng ta có thể nói trái với sự phát triển bình thường của xã hội hôm nay? Ngộ không chị? Lạ không? Vậy mà có những cái thanh niên họ vô trong đây họ nói mình điên, mà họ không biết là những người đó họ bị khùng. Ngộ vậy? Rất là lạ, chúng ta thấy rất là lạ. Cho nên vì sao mà Dương muốn các bạn trẻ hãy đi tìm hiểu lại về lịch sử? Tại vì không phải là Dương khơi gợi lại cái nỗi đau trong quá khứ, nhưng mà trong quá khứ đó có nhiều cái sự thật. Nó là quá khứ nhưng nó là sự thật bị che đậy. Hiện tại đó, hôm nay đó, nhưng là cái sự giả dối. Những gì chúng ta biết trong hiện tại là cái sự giả dối, trong quá khứ mới là hiện thật, mới là sự thật. Và từ chỗ chúng ta đi tìm cái sự thật đó, chúng ta mới biết được ngày hôm nay chúng ta bị dối trá, mà ai là cái nguyên nhân làm nên cái sự dối trá này, khiến một cái xã hội Việt Nam nó bại hoại,
đâu phải chúng ta đâu anh chị. Chúng ta đừng trách, chúng ta đừng trách mình. Chúng ta trách cái đường lối không đúng của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, của những người đại diện mang danh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, những người đang nắm quyền lực tại Việt Nam trước đây và hiện tại và sau này. Trách là trách những con người đó. Để rồi ngày hôm nay người dân của chúng ta sống trong một cái đời sống rất là khốn khó. Ngay cả chết không có quan tài để chôn, phải đợi người khác đi vòng vòng xin tiền để mà có quan tài để chôn. Vậy thì lực lượng 47 trả lời cho tôi biết, vì sao ra nông nổi này? Vì sao 42 năm lãnh đạo đảng ta quang vinh và tài tình và sáng suốt, đất nước Việt Nam độc lập tự do và hạnh phúc, vậy mà có rất là nhiều người, anh chị thấy rồi, có những cái chết mà chúng ta nhìn cái nhà chúng ta thấy ảm đạm vô cùng. Một cái nhà nhỏ xíu như thế này thôi, xây một gian nhỏ xíu thôi, xung quanh là nào là bạc, nào là mũ, nào là bao che chắn tứ bề. Một cái đám ma nó phải tan thương kinh khủng. Rồi có những cái việc mà người ta chết để đó, không thể nào mà gọi là gì liệm được, không thể tẩn liệm được, là bởi vì không có quan tài bỏ vô. Vậy thì tự hào cái gì? Chúng ta tự hào cái gì anh chị? Chúng ta đừng có nhìn cái bề nổi. Chúng ta đừng có nhìn bề nổi. Chúng ta thấy ngày hôm nay Việt Nam nó chỉ là 20% thôi. Dương nói thiệt, bao nhiêu tiền thuế của người dân rồi, nó làm như vậy để tiếp tục nó dụ người Việt ở nước ngoài về. Nó cho thấy người Việt ở nước ngoài thấy rằng ngày hôm nay Việt Nam phát triển lắm, rất là phát triển. Có nhiều người về ca ngợi một cách nó mê muội, nhưng thấy lạ lắm anh chị. Ở nước ngoài đã bỏ xa Việt Nam xa lắc xa lơ rồi. Bao nhiêu năm trời nay, 42 năm trời nay, về Việt Nam khen Việt Nam phát triển dữ lắm. Phát triển dữ lắm anh chị. Phát triển cái gì mà bây giờ đời sống của người ta nói về mọi khía cạnh không có cái gì an toàn. Nói cái này nó đâu có sung sướng gì anh chị. Chúng ta, một cái người dân bình thường như thế này, lên chúng ta phải nói nặng, nói nhẹ một cái chế độ. Chúng ta phải nêu lên cái tội ác của một cái chế độ đó. Nó đâu có khỏe gì anh chị. Giống như ngày hôm nay chúng ta đâu có tốt lành để chúng ta nói xấu một người khác. Chúng ta là một cái con người, chúng ta đi nói xấu người khác thì chúng ta đâu có tốt, đúng không? Nhưng mà cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó mà tốt thì Dương đâu có nói. Dương biết có nhiều người sẽ ghét Dương lắm, không thích, tại vì trái quan điểm, chịu thôi anh chị. Tại sao người Việt của mình ở nước ngoài đó họ sống sung túc quá vậy? Hàng năm họ được đi về Việt Nam, họ đi du lịch. Ví dụ như Mỹ đi về Việt Nam du lịch thăm người thân ha. Người Việt Nam á, người Việt Nam ở trong nước họ có người thân ở bên Mỹ không? Bao nhiêu người mà họ được đi ra nước ngoài thăm người thân giống như người Việt Nam ở nước ngoài đi về Việt Nam, trong đi về Việt Nam thăm người thân? Không có đi được. Người Mỹ, người Việt ở Mỹ họ có thể ra họ book vé máy bay cái họ đi. Còn ở Việt Nam á, mà muốn đi qua bên Mỹ, thủ tục rất là rườm rà. Nào là tiền thế chấp trong tài khoản ngân hàng, nào là có tội phạm, có này có chi không, rất là khó khăn để mà đi. Còn trong khi người Việt ở nước ngoài đi về Việt Nam, đi vô cái vô. Bao nhiêu năm giải phóng như thế này phải không anh? Trẻ em đi bán vé số đầy đường, người già đi ăn xin đầy đường. Những người ở nước ngoài lên tiếng thì lại là nói là những người tuyên truyền phản động là lưu vong. Cũng may những thế hệ trẻ của chúng tôi thức tỉnh sớm. Ngày hôm nay tôi 30, ngoài chúng tôi thức tỉnh sớm. Đảng Cộng sản Việt Nam nó nuôi một cái nguyện vọng như thế này nè anh chị. Tao ráng tao tuyên truyền, tao ráng tao đưa những người của tao ở trong Việt Nam đi ra nước ngoài tuyên truyền. Tao ráng tao lấy tiền thuế của người dân ra nước ngoài, tao mua những cái kênh truyền hình ở nước ngoài đó. Nơi nào có cộng đồng người Việt ở, tao sẽ mua, và tao sẽ phát những cái kênh truyền thanh của tao. Tao tiếp tục tao tuyên truyền, tao nhậu cho những cái lớp trẻ sau này. Để làm chi? Mấy ông, mấy bà mà ngày xưa làm trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa già hết rồi, 60 tuổi rồi, phải không? Chúng ta tính từ những năm mà 75 tới giờ, bây giờ từ 75 tới giờ 42 năm rồi. Mà những người làm trong quốc gia ngày xưa thì cũng khoảng hai mấy tuổi, giờ 60, 70 tuổi rồi. Một vài năm nữa chết cái hết à. Đâu có ai còn nhớ được tội ác của Cộng sản đâu. Ví dụ ngày hôm nay, ngày xưa nó đánh trận Cai Lậy đó anh chị, nó khủng bố trường học ở Cai Lậy, nó giết biết bao nhiêu trẻ em nhỏ. Có ai biết không? Trong số bạn và tôi có ai biết không? Trong bao nhiêu người biết? Nhà hàng Mỹ Cảnh gì đó ở Sài Gòn có ai biết không? Không ai nói là không biết luôn. Đâu có ai biết đâu. Rồi cái vụ đắp mô gì ông nội tôi cũng không biết nữa. Tôi nghe người ta nói đắp mô, tôi không biết, tôi hỏi đắp mô là cái gì. Cho nên cô chú anh chị hải ngoại đừng nghĩ người trẻ trong nước ai cũng biết. Dương biết là người trong nước biết nha. Dương mới biết cái vụ đắp mô thôi.
Ủa giờ hỏi WMO là cái gì? Mình chỉ biết WMO là giống như cái gò mã nhưng mà không biết WMO để làm gì. Thì sau này Dương hỏi người ta giải thích cho Dương mới biết được WMO là gì, là một cái cách phá hoại. Thì anh chị và các bạn thấy thời gian gần đây Cộng sản nó luận tội cho 15 thanh niên là mang tội khủng bố đó. Ném bom khủng bố, định khủng bố vào sân bay Tân Sơn Nhất, các anh chị biết. Thì cũng cái vụ đó Dương kể cho anh chị nghe là cái tướng Nguyễn Thành Trung cũng lái máy bay. Tướng Nguyễn Thành Trung được Việt Nam Cộng Hòa nuôi nấng, đưa sang Mỹ du học. Học rồi lái máy bay này kia nọ, rút cuộc sau này quay về là phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, ném bom sân bay Tân Sơn Nhất. Biết bao nhiêu đứa trẻ, biết bao nhiêu người phụ nữ đang trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi lánh nạn. Ổng lại bay từ Đà Nẵng đi vô sân bay Tân Sơn Nhất, ném bom và chết rất là nhiều người ở trong đó. Thì Nguyễn Thành Trung này được Cộng sản ca ngợi, tung hô lên. Vậy thì tại sao ngày hôm nay những cái thanh niên kia lại bị luận tội rằng là khủng bố? Bao nhiêu người trẻ biết cái thông tin này? Bao nhiêu người trẻ biết WMO? Bao nhiêu người trẻ biết Nguyễn Thành Trung ném bom ở sân bay Tân Sơn Nhất? Bao nhiêu người trẻ biết nhà hàng Mỹ Cảnh bị khủng bố và giết rất là nhiều người, cả người Việt và cả người nước ngoài? Bao nhiêu người trẻ biết được về cái Tết Mậu Thân 1968? Cái Tết Mậu Thân 1968 là một cái thất bại của họ. Nhưng mà chúng ta học cái gì? Chúng ta học là họ chiến thắng. Rồi khủng bố trường học ở Cai Lậy. Các bạn bây giờ, tôi biết các bạn trẻ giỏi lắm, lên trên Google vượt tầng lửa đi, coi về cái chết ở trường học ở Cai Lậy Tiền Giang, thì chúng ta coi, chúng ta sẽ hiểu nắm thông tin của nó. Mấy cái này tôi đâu có biết đâu anh chị. Tại vì Cộng sản nó gán ghép 15 người vào cái tội khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất, thì Dương mới lên Google, Dương gõ những cái tội ác khủng bố của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nó hiện ra quá trời luôn. Nó hiện ra ở Cai Lậy, nó hiện ra nhà hàng Mỹ Cảnh, nó hiện ra sân bay Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Thành Trung khủng bố. Nó hiện ra rất là nhiều. Vậy thì những cái tội ác này tại sao họ che đậy? Và quốc tế gần như là anh chị Cộng sản nó rất là mưu mô, thâm hiểm vô cùng luôn. Gần như là thế giới họ im lặng trước cái tội ác của nó luôn. Nó che đậy mà anh chị. Thì ngày xưa anh chị thấy nó che đậy, ngày hôm nay nó cũng che đậy. Anh chị thấy mỗi lần mà nó quấn người mà đấu tranh cho dân chủ, anh chị thấy nó đâu có mặc đồ công an đâu. Nó thấy, anh chị thấy đâu có mặc đồ của quân đội công an gì đâu. Nó mặc đồ thường dân. Người ta đi đằng trước, đi đằng sau, không? Nó chạy lên, nó giả bộ đụng xe. Đụng xe còn không thì nó đi xe hơi, nó đi xe tải, đi xe hàng gì đó. Nó theo dõi người ta, bắt đầu nó nhận lệnh cái ra đụng ta chết. Thì người ta nhìn vào cái câu chuyện này, người ta chỉ thấy đó là một cái vụ tai nạn giao thông thôi. Chứ người ta đâu có thấy nó là do công an làm, do Cộng sản Việt Nam làm. Đâu có thấy anh chị, đâu có thấy là mafia làm mà những cái nhóm này, người này được Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý để cho làm đâu, đâu có biết đâu. Nó che đậy như vậy đó anh chị. Bây giờ nó dựng những cái trạm BOT lên, đúng không? Nó dựng những cái trạm BOT lên, nó thu tiền. Thì Dương sẽ kể cho anh chị nghe cái vụ đắp mô. Này là Dương kể cho những người bạn trẻ nghe thôi, quý cô chú anh chị mà biết bổ sung giùm với Dương. Đắp mô, anh chị biết đắp mô, cái mô là giống như cái mô đất, cái gò mã anh chị. Mà bất cứ ở đâu có đường xá giao thông, xe cộ lưu thông qua lại, nó sẽ đắp đất. Nó sẽ đắp, nó lấy đồ đạc, nó lấy đá, lấy gì đó, không cần biết, nó đắp thành những cái mô lớn trên cái đường vậy đó, trên cái đường xe cộ lưu thông vậy. Để làm gì anh chị? Để làm gì anh chị biết không? Trên những cái mô đó nó đắp một cái á, là nó ngăn xe người ta đi qua đi lại. Ngày xưa anh chị đường xá đẹp lắm, ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa quốc gia người ta xây đường đi đẹp lắm, chứ không phải giống như trong suy nghĩ của chúng ta biết đâu. Cái đường đá đỏ là nó cố tình nó cào lớp nhựa ra, nó chở đá đỏ vùng cao nguyên gì nó đổ lên đó, để cho người dân tưởng đâu rằng là ngày trước Việt Nam Cộng Hòa là nghèo khổ. Không phải vậy đâu, không phải vậy đâu anh chị. Thì nó đắp mô để mà nó dừng xe lại, nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Nó dừng xe lại để nó cướp tài sản của người ta, nó cướp tất cả những cái tài sản trên những cái chiếc xe cộ đó. Bên cạnh nó cướp tài sản, tại vì nó đâu có làm gì ra tiền đâu anh chị. Cộng sản nó đâu có làm gì ra tiền. Anh chị nghĩ là Cộng sản nó trong rừng trong rúng nó ra thì nó làm gì có tiền? Nó làm gì có tiền? Mà Cộng sản này đa phần từ ngoài miền Bắc đi vô nữa. Miền Bắc đi vô mà nó, anh chị mà biết cái ngoài miền Bắc ngày xưa anh chị tìm hiểu thì anh chị biết miền Bắc nó nghèo, nó đói rồi. Nó nghèo nó khổ rồi, đi xe đạp mà. Mà anh chị biết nó từ miền Bắc mà đi vô trong miền Nam, anh chị biết sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước đó anh chị, là biết bao nhiêu người của nó chết trên cái con đường Trường Sơn đó không? Và cái lực lượng của chúng ta đó, khi đó ở miền Nam có 16 triệu người hả? Mà ngoài miền Bắc tới 22 triệu người lận. Chúng ta trên là 6 triệu người. Thì lực lượng của nó lúc nào nó cũng có sẵn để nó đưa vô trong miền Nam mình hết.
Thì anh chị thấy chúng ta miền Nam chênh lệch lực lượng quá nhiều rồi còn gì nó đưa vô. Thì người miền Nam của chúng ta lính quốc gia cũng thấy hết hồn nữa. Tại sao mà lực lượng của nó đâu mà đông quá vậy? Sao mà cứ vô hoài vậy? Rồi Dương quay lại cái chuyện Đắc Mô. Nó cướp tài sản, nó cướp những cái gì trên chiếc xe của người ta. Rồi nó bắt những người phụ nữ, nó hiếp dâm. Nó bắt những người phụ nữ nó hiếp dâm ha. Nó bắt những người thanh niên đi vô trong cái chiến khu của nó để mà đi làm việc cho nó còn không đi nó giết á. Thì nó đó là nó Đắc Mô. Rồi còn cái nữa. Nó Đắc Mô không là còn nói gì nữa. Nó cài mìn đặt giờ ở dưới cái mô đó đó. Nó cài mìn ở dưới đó, anh chị biết. Có nhiều loạt ban đầu á người ta không biết anh chị. Người ta xuống, người ta thấy có cái mô đất mà. Thì người ta xuống, người ta lấy xẻng, người ta lấy đồng, người ta cuốc nó ra. Cuốc nó ra thì anh chị biết là nổ mìn, bơm mìn mà hẹn giờ này kia nọ mà hoặc là có một cái sự tác động nào bên ngoài thì nó nổ. Nổ thì chết người, khủng bố à. Anh chị thấy khủng bố không? Mà hãy nó đã nổ vừa chết người rồi mà đường xá đó nó hư nữa. Đường xá nó hư nữa thì chúng ta phải, quốc gia phải làm gì? Phải giá đường lại, vá đường lại để cho xe cộ lưu thông, chứ còn không thôi cản trở. Một chút xíu nhỏ nhỏ như vậy thôi thì anh chị biết nó khủng bố còn ông cứu nội của người ta. Ngày hôm nay anh chị thấy là lâu lâu có nghe vụ cháy này vụ cháy kia, anh chị thấy trời ơi, nhưng mà là do gì? Nhiều khi nó chập điện. Ở Việt Nam người ta chết vì điện giật còn hằng hà sa số luôn. Thì những cái vụ cháy nổ là do điện, do cái hệ thống nó xây dựng nên, nó tạo nên, nó không có kiên cố, nó không có vững chắc, nó không có đảm bảo thì cháy rồi chập điện. Chúng ta đâu có lấy cái bằng chứng nào mà chúng ta nói nó khủng bố đâu. Nhưng mà cộng sản chúng ta thấy nó khủng bố và có nhiều nhân chứng sống. Họ đã khẳng định cái điều này, có nhiều cái nhân chứng sống họ đã từng chứng kiến cái vụ mà khủng bố với Cai Lậy. Họ là một trong số những người thoát chết trong cái vụ khủng bố ở Cai Lậy năm 1960 mấy, Dương quên rồi. Dương có chia sẻ lên trên Facebook của mình rất là nhiều đó anh chị. Mấy cái này đâu có biết. Tụi trẻ đâu có biết đâu. Phải không? Không biết. Cộng sản nó dám nói không? Cộng sản nó dám nói tuyên truyền cho cái lực lượng 47 không? Mấy em của lực lượng 47, chị Dương hỏi nè. Các em có bao giờ nghe những cái điều này không? Các em có bao giờ nghe Đảng Cộng sản Việt Nam bên ban tuyên giáo của các em nói về vụ Đắc Mô không? À Đặng Tường cảm ơn anh, 1974. Có nghe không? Các em có bao giờ nghe Đảng Cộng sản Việt Nam bên ban tuyên giáo nói ông Nguyễn Thành Trung ném bom khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất, giết rất là nhiều trẻ em và phụ nữ trên đường họ đi tị nạn không? Có nghe nói không? Đâu có nghe. Các em có nghe nói là người miền Bắc đi vào miền Nam chết đầy ở ngoài cái dọc đường Trường Sơn không? Có nghe nói không? Các em có hiểu vì sao mà Đảng Cộng sản, vì sao mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Bắc Việt vào năm 1954 khi mà Ngô Đình Diệm đó và giúp để cho người miền Bắc 54 đi vào trong miền Nam đó, mà mới ban đầu tưởng là chỉ cho có 30.000 người thôi. Tưởng là chỉ giúp có 30.000 người miền Bắc đi vô thôi. Sao dần dần nó lên mấy trăm ngàn người, nó lên tới 1 triệu người. Nó lên tới 1 triệu người, lúc này Cộng sản Bắc Việt nó run rồi anh chị. Nếu mà tiếp tục để như vậy nữa là người miền Bắc sẽ đi vào miền Nam hết luôn. Có không em các em? Có không? Các em không có nhiều người nói không kìa. Có nhiều người nói không kìa. Nó. Các em nói là tuyên giáo không nói cho các em biết điều này. Thì làm gì anh chị? Nếu mà nó không tìm cách, nó cản trở, nó ngăn lại anh chị, thì chuyện gì xảy ra? Thì lực lượng của miền Bắc sẽ rất là ít so với miền Nam. Thì làm sao chống chọi được bằng bắt đầu nó dở chiêu. Nó dở chiêu anh chị, nó không nghĩ rằng người miền Bắc đi vô trong miền Nam quá nhiều. Anh chị ơi, cô chú ơi, cho con cho Dương biết rằng là nó dở chiêu gì. Có ai biết không, nó dở chiêu gì nè. Năm 1954, khi mà có khoảng 1 triệu người ngoài miền Bắc kéo đi vào miền Nam, thì bây giờ nó thấy nhiều người đi vào miền Nam quá, nó dở chiêu gì? Nó dở chiêu gì quý vị? Nó dở cái chiêu gì? À, rồi bây giờ Dương hỏi nhiều người comment đi ha. Nó nói với những người miền Bắc là gì? Ở trong miền Nam này sao? Đối xử rất là tệ. Người ta khám bệnh, người ta xịt thuốc khử trùng lên. Thì nó nói gì anh chị? Nó nói làm sao? Nó nói như thế nào? Nó làm cho tinh thần của người ta hoang mang, người ta sợ anh chị. Người ta nhổ răng. Thấy không? Người ta trị bệnh ho này kia nọ.
thì nó lại tuyên truyền, nó nói rằng là cái ông đó ông làm vậy vậy vậy, mà Dương không nhớ nhiều lắm anh chị, nhiều lắm không nhớ, nhưng mà nó làm bằng mọi cách để nó làm cho người bắt sợ không dám đi vào. Rồi cái con tàu há mồm á, nó nói với người bắt đừng có lên con tàu đó, con tàu đó nó ăn người đó, bước lên nó ngậm miệng lại đó, đừng có lên. Rồi bên cạnh nó dùng lo nữa anh chị, nó phản, nó la lên cho dân miền Bắc đừng có đi nữa. Người dân miền Bắc lúc đó đâu có biết đâu anh chị, không biết. Rồi nhiều người không đi. Rồi bắt đầu cái chuyện mà giúp đỡ đó xong rồi anh chị, thì cũng có khoảng 1 triệu người vô trong Nam, một ít người ở lại. Còn một số người ta muốn đi đi không được. Cho nên có cái chuyện mà chia đó, chia mà gọi là chia đôi, chia vĩ tuyến 17 đó. Cho nên có cái bài hát là chuyến đò vĩ tuyến đó. Đó, đây nè. Người Bắc di cư vào Nam bị cộng sản giết rất là nhiều. Cho nên bây giờ Dương mới nói tại vì sao bắt năm 1954 họ đi vào miền Nam mà họ mang ơn ông Ngô Đình Diệm. Họ đi vào miền Nam, họ sống, họ tạo dựng sự nghiệp rất là ổn định trên miền Nam. Hỏi bắt 54 đi, họ sống như thế nào? Tôi đang nói về bắt đó nha, tôi đang nói về bắt hai thời kỳ đó nha, bắt 54. Nhưng mà bắt 75 lại khác. Bắt 54 được Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm giúp đi vào miền Nam để an cư lạc nghiệp, để chạy nạn Cộng sản. Tại vì bắt 54 là người sống trực tiếp với Cộng sản, là nạn nhân của Cộng sản Bắc Việt. Cho nên họ biết tội ác của Cộng sản, cho nên họ không có đợi trời chung với Cộng sản. Bắt 75 thì khác. Bắt 75 bị Cộng sản tuyên truyền người miền Nam bị thực dân Pháp, bị đế quốc Mỹ xâm lược, người anh em trong miền Nam đang bị xâm lược, đang bị sống đói ăn khát nước, sống rất là khốn khổ, sống rất là nghèo nàn. Họ chặn hết tất cả những thông tin, họ bưng bít hết để họ tuyên truyền. Người miền Bắc thương anh em của mình trong Nam, tưởng đâu sự thiệt, đi vào trong đây giải phóng miền Nam. Đi ngày đi đêm luôn anh chị, đi không biết mệt mỏi luôn. Có rất là nhiều người đã chết trên cái đường Trường Sơn. Và thậm chí anh chị, Cộng sản Bắc Việt nó ác. Trong cái quá trình đi như vậy thì sẽ có những cái sự phản công giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản. Anh chị, nó bắn hết những người nào mà có thương tật, những người nào bị thương ở chân đi không được, nó bắn sạch đó. Nó giết sạch đó. Để làm gì? Để không có phải dướng díu nó, không bận tay bận chân nó. Anh chị nhìn cái Cộng sản Bắc Việt bao nhiêu người mà bị liệt hai chân, kiếm đi, kiếm đi. Nhưng mà người miền Nam của chúng ta nhìn thấy rất là nhiều người bị liệt hai tay, có nghĩa là bị cục hai tay, bị cục hai chân. Và thậm chí có những người một bên mắt cũng không còn. Một số người gương mặt bị biến dạng là bởi vì người ta không có giết đồng đội của người ta. Người ta không có nghĩ rằng là phải giết để không vướng tay vướng chân. Nhưng Cộng sản Bắc Việt sẵn sàng nã xuống vào giết chết những người kia để không vướng bận. Tại vì giá trị lợi dụng của tụi bay không còn nữa. Không còn nữa. Bây giờ liệt hai chân rồi, tụi bay, tao bồng tụi bay đi làm gì? Làm sao tao đi vào giải phóng miền Nam được? Bây giờ không lẽ một thằng lính cổng một thằng lính hả? Một thằng bộ đội cổng một thằng bộ đội đi vào, làm sao tao giải phóng miền Nam được? Đó là từ của tụi nó chứ không phải từ của Dương nha. Cho nên nó bắn sạch. Tôi nói không đúng, các bạn đi kiểm tra tại sao mà miền Nam có những người thương binh, thương phế binh mà miền Bắc lại rất là hiếm hoi, không có. Tôi nói này dựa trên những cái vấn đề thực tế chứ không phải tôi bịa đâu. Đó. Vậy thì lực lượng 47 này ban tuyên giáo tuyên truyền cho các em cái gì? Trả lời cho chị Dương biết đi. Hôm nay chị Dương im lặng các em mừng lắm phải không? Phải không? Không có ai mà lên tiếng nói cái kiểu giống như chị Dương phải không? Mỗi người có cách khác nhau phải không? Mừng lắm phải không? Những cái tuổi trẻ Việt Nam hiện tại sinh sau năm 75 có biết cái điều này không anh chị? Đâu biết đâu. Ở Việt Nam lên Google, nhiều người không biết vượt tường lửa đâu đọc được, được tin mấy tin này đâu anh chị. Đâu đọc được, đâu biết. Cho nên những người ở bên nước ngoài á, họ đọc được, họ biết được, họ lên họ nói. Cái cho họ phản động, ở trong nước tuyên truyền. Ở nước ngoài ta tự do truyền thông mà, tự do nói mà, tự do thông tin mà. Đâu cấm được, Cộng sản Việt Nam đâu có ra nước ngoài cấm được. Tại vì người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới mà. Nhờ ơn đảng Cộng sản Việt Nam cho nên người Việt lưu vong khắp nơi trên thế giới luôn. Quốc gia nào cũng có người Việt hết trơn. Tới thời điểm này rồi 42 năm vẫn còn người Việt đi tị nạn Cộng sản, dễ sợ không? Đó. Thì bây giờ nó tuyên truyền, nó ra nước ngoài đó, nó làm không hết. Chúng mà nó làm không được, Cộng sản Việt Nam nó làm không hết. Cho nên bây giờ chọn cách gì? Chặn thông tin ở trong nước.
thông tin một chiều họ chặn hết. RFA, VOA hay là SPTN mà có cái đuôi gì đó thì không cho coi, vô Google coi không được, chặn hết. Rồi vừa rồi cái vụ thông tin mà đe dọa là Facebook hoặc là Google này kia nọ, YouTube mà không đặt máy chủ ở Việt Nam á là không, là cắt luôn, không cho người dân xài đó, chặn hết. Chặn hết ăn chi nặng nó đưa thông tin vô. Người dân Việt Nam giống như cái ly nước anh chị, cái ly nước mà nó không có nước á, thì Đảng Cộng sản Việt Nam nó rót thông tin vô, nó rót cái lịch sử vô, nó rót những cái điều kiến thức của nó vô. Nó rót vô nhiêu thì người dân Việt Nam chứa hết nhiêu. Tại vì người dân Việt Nam là hầu như là rỗng tích mà, là cái ly rỗng mà, vô hết. Cho nên bây giờ nhiều khi những người Việt ở nước ngoài mà chia sẻ mà với lại Dương nữa, người ta nghi ngờ. Người ta nghi ngờ nói trời, nhỏ này cũng sống trong Cộng sản mà, mày cũng sống trong môi trường Cộng sản mà mày ra mày nói tao không có tin đâu. Cho nên Dương mới năn nỉ đó, Dương mới năn nỉ người Việt ở nước ngoài mà những người là nhân chứng sống đó, lên tiếng giùm đi. Tại Dương nói nó, Dương nói xạo. Mà nhiều người, thậm chí người Việt ở nước ngoài họ cũng sợ Dương nữa. Họ nói trời, làm gì nhỏ này mới ra nước ngoài có năm mấy mà nó biết nhiều quá vậy. Nhiều người ta sợ, nó trời chắc nhỏ này Cộng sản, Cộng sản nuôi nó, Cộng sản đào tạo nó. Cộng sản đào tạo gì? Ông Nguyễn Bá Thanh âm. Và từ chỗ chúng ta đi tìm cái sự thật đó, chúng ta mới biết được ngày hôm nay chúng ta bị dối trá. Mà ai là cái nguyên nhân làm nên cái sự dối trá này, khiến một cái xã hội Việt Nam nó bại hoại? Đâu phải chúng ta đâu anh chị. Chúng ta đừng trách, chúng ta đừng trách mình. Chúng ta trách cái đường lối không đúng của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, của những người đại diện mang danh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, những người đang nắm quyền lực tại Việt Nam trước đây và hiện tại và sau này. Trách là trách những con người đó. Để rồi ngày hôm nay người dân của chúng ta sống trong một cái đời sống rất là khốn khó, ngay cả chết không có quan tài để chôn, phải đợi người khác đi vòng vòng xin tiền để mà có quan tài để chôn. Vậy thì lực lượng 47 trả lời cho tôi biết, vì sao ra nông nổi này? Vì sao 42 năm lãnh đạo đảng ta quang vinh và tài tình và sáng suốt, đất nước Việt Nam độc lập tự do và hạnh phúc, vậy mà có rất là nhiều người, anh chị thấy rồi, có những cái chết mà chúng ta nhìn cái nhà chúng ta thấy ảm đạm vô cùng. Một cái nhà nhỏ xíu như thế này thôi, xây một gian nhỏ xíu thôi, xung quanh là nào là bạc, nào là mũ, nào là bao che chắn tứ bề. Một cái đám ma nó phải tan thương kinh khủng. Rồi có những cái việc mà người ta chết để đó, không thể nào mà gọi là gì liệm được, không thể tẩn liệm được, là bởi vì không có quan tài bỏ vô. Vậy thì tự hào cái gì? Chúng ta tự hào cái gì anh chị? Chúng ta đừng có nhìn cái bề nổi. Chúng ta đừng có nhìn bề nổi, chúng ta thấy ngày hôm nay Việt Nam nó chỉ là 20% thôi. Dương nói thiệt, bao nhiêu tiền thuế của người dân rồi, nó làm như vậy để tiếp tục nó dụ người Việt ở nước ngoài về. Nó cho thấy người Việt ở nước ngoài thấy rằng ngày hôm nay Việt Nam phát triển lắm, rất là phát triển. Có nhiều người về ca ngợi một cách nó mê muội, Dương thấy lạ lắm anh chị. Ở nước ngoài đã bỏ xa Việt Nam xa lắc xa lơ rồi, bao nhiêu năm trời nay, 42 năm trời nay, về Việt Nam khen Việt Nam phát triển dữ lắm. Phát triển dữ lắm anh chị. Phát triển cái gì mà bây giờ đời sống của người ta nói về mọi khía cạnh không có cái gì an toàn. Nói cái này nó đâu có sung sướng gì anh chị. Chúng ta, một cái người dân bình thường như thế này, lên chúng ta phải nói nặng nói nhẹ một cái chế độ. Chúng ta phải nêu lên cái tội ác của một cái chế độ đó. Nó đâu có khỏe gì anh chị, giống như ngày hôm nay chúng ta đâu có tốt lành để chúng ta nói xấu một người khác. Chúng ta là một cái con người, chúng ta đi nói xấu người khác thì chúng ta đâu có tốt, đúng không? Nhưng mà cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó mà tốt thì Dương đâu có nói. Dương biết có nhiều người sẽ ghét Dương lắm, không thích, tại vì trái quan điểm, chịu thôi anh chị. Tại sao người Việt của mình ở nước ngoài đó họ sống sung túc quá vậy? Hàng năm họ được đi về Việt Nam, họ đi du lịch, ví dụ như Mỹ đi về Việt Nam du lịch thăm người thân ha. Người Việt Nam á, người Việt Nam ở trong nước á, họ có người thân ở bên Mỹ không? Bao nhiêu người mà họ được đi ra nước ngoài thăm người thân giống như người Việt Nam ở nước ngoài đi về Việt Nam thăm người thân? Không có đi được. Người Mỹ, người Việt ở Mỹ á, họ có thể ra họ book vé máy bay cho họ đi. Còn ở Việt Nam á, mà muốn đi qua bên Mỹ, thủ tục rất là rườm rà. Nào là tiền thế chấp trong tài khoản ngân hàng, nào là có tội phạm, có này có kia không, rất là khó khăn để mà đi. Còn trong khi người Việt ở nước ngoài đi về Việt Nam đi vô cái vô. Bao nhiêu năm giải phóng như thế này phải không anh? Trẻ em đi bán vé số đầy đường.
người già đi ăn xin đầy đường. Những người ở nước ngoài lên tiếng thì lại là nói là những người tuyên truyền phản động là lưu vong. Cũng may những thế hệ trẻ của chúng tôi thức tỉnh sớm. Ngày hôm nay tôi 30, ngoài chúng tôi thức tỉnh sớm. Đảng Cộng sản Việt Nam nó nuôi một cái nguyện vọng như thế này nè anh chị. Tao ráng tao tuyên truyền, tao ráng tao đưa những người của tao ở trong Việt Nam đi ra nước ngoài tuyên truyền. Tao ráng tao lấy tiền thuế của người dân ra nước ngoài, tao mua những cái kênh truyền hình ở nước ngoài đó. Nơi nào có cộng đồng người Việt ở, tao sẽ mua và tao sẽ phát những cái kênh truyền thanh của tao. Tao tiếp tục tao tuyên truyền, tao nhậu cho những cái lớp trẻ sau này. Để làm chi? Mấy ông, mấy bà mà ngày xưa làm trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa già hết rồi, 60 tuổi rồi, phải không? Chúng ta tính từ những năm mà 75 tới giờ, bây giờ từ 75 tới giờ 42 năm rồi. Mà những người làm trong quốc gia ngày xưa thì cũng khoảng hai mấy tuổi, giờ 60, 67, 70 tuổi rồi. Một vài năm nữa chết cái hết nè. Đâu có ai còn nhớ được tội ác của Cộng sản đâu. Ví dụ ngày hôm nay, ngày xưa nó đánh trận Cai Lậy đó anh chị. Nó khủng bố trường học ở Cai Lậy, nó giết biết bao nhiêu trẻ em nhỏ. Có ai biết không? Trong số bạn và tôi có ai biết không? Trong bao nhiêu người biết? Nhà hàng Mỹ Cảnh gì đó ở Sài Gòn có ai biết không? Không ai nói là không biết luôn. Đâu có ai biết đâu. Rồi cái vụ đắp mô gì ông nội tôi cũng không biết nữa. Tôi nghe người ta nói đắp mô tôi không biết, tôi hỏi đắp mô là cái gì. Cho nên cô chú anh chị hải ngoại đừng nghĩ người trẻ trong nước ai cũng biết. Dương biết là người trong nước biết nha, Dương mới biết cái vụ đắp mô thôi. Ủa Dương hỏi đắp mô là cái gì? Mình chỉ biết đắp mô là giống như cái Gò Mã nhưng mà không biết đắp mô để làm gì. Thì sau này Dương hỏi người ta giải thích cho Dương mới biết được đắp mô là gì, là một cái cách phá hoại. Thì anh chị và các bạn thấy thời gian gần đây Cộng sản nó luận tội cho 15 thanh niên là mang tội khủng bố đó. Ném bom khủng bố, định khủng bố vào sân bay Tân Sơn Nhất, các anh chị biết. Thì cũng cái vụ đó Dương kể cho anh chị nghe là cái tướng Nguyễn Thành Trung cũng lái máy bay. Tướng Nguyễn Thành Trung được Việt Nam Cộng Hòa nuôi nấng đưa sang Mỹ du học. Học rồi lái máy bay này kia nọ, rốt cuộc sau này quay về lại phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, ném bom sân bay Tân Sơn Nhất. Biết bao nhiêu đứa trẻ, biết bao nhiêu người phụ nữ đang trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi lánh nạn. Ổng lại bay từ Đà Nẵng đi vô sân bay Tân Sơn Nhất ném bom và chết rất là nhiều người ở trong đó. Thì Nguyễn Thành Trung này được Cộng sản ca ngợi, tung hô lên. Vậy thì tại sao ngày hôm nay những cái thanh niên kia lại bị luận tội rằng là khủng bố? Bao nhiêu người trẻ, bao nhiêu người trẻ biết cái thông tin này? Bao nhiêu người trẻ biết đắp mô? Bao nhiêu người trẻ biết Nguyễn Thành Trung ném bom ở sân bay Tân Sơn Nhất? Bao nhiêu người trẻ biết nhà hàng Mỹ Cảnh bị khủng bố và giết rất là nhiều người, cả người Việt và cả người nước ngoài? Bao nhiêu người trẻ biết được về cái Tết Mậu Thân 1968? Gần đây anh chị cũng thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa một cái, có nghĩa là đã đăng lên trên mạng, có thể là trên báo giấy, trên truyền hình Việt Nam và trên cái kênh điện tử, rằng là công an có một cái lực lượng là 47, có khoảng 10.000 dư luận viên. Anh chị cứ tưởng tượng đi, mồ hôi nước mắt của anh chị làm, anh chị đóng tiền thuế. Có thể nhiều người không nhìn thấy được cái tiền thuế của mình đóng trực tiếp, nhưng mà anh chị đóng gián tiếp. Đóng gián tiếp qua việc anh chị đổ xăng. Dương nói ví dụ ngày hôm nay anh chị làm 1 giờ 20.000 đồng, anh chị đã đổ xăng 18-19.000, thậm chí 20.000 đồng. Nhưng mà bên Mỹ một gallon của nó là khoảng 3,8 lít xăng, mà tính ra khoảng 2,5 đô la, Dương nghĩ rằng là không tới anh chị, không tới. Có nghĩa là mỗi một lít xăng như vậy bên Mỹ họ chỉ trả có 10.000 đồng mà thôi. Bên Mỹ họ chỉ trả có 10.000 đồng cho một lít xăng mà thôi. Trong khi tại Việt Nam thì anh chị phải trả 18-19-20.000, là cái tiền nó dư ra anh chị phải trả trong cái tiền xăng đó, là cái tiền thuế của mà mình phải trả. Thì rốt cuộc ngày hôm nay cái những cái tiền mà dư ra đó anh chị họ lấy họ làm gì? Họ lấy để họ trả cho cái lực lượng BC, cái lực lượng 47 này. Thật sự ra con số không dừng lại ở 10.000 người đó anh chị, mà nó tới 80.000 dư luận viên lận, 80.000 và thậm chí có cả 100.000 lận. Tại sao như vậy anh chị? Một giờ anh chị làm, tính ra tiền Việt Nam mức lương bình quân, mức lương bình quân của mỗi người công nhân chúng ta tính mỗi một giờ là 20.000 thôi. Và anh chị biết là bên Mỹ một giờ như vậy có thể là người ta làm dao động từ khoảng 10 đến 15 đô la một giờ. Thì tính ra tiền Việt Nam một giờ như vậy là họ 300-mấy chục ngàn đồng. Đúng không ạ? 300-mấy chục ngàn đồng mà họ chỉ cần trả xăng có 10.000 đồng cho một lít xăng thôi. Mà họ đi xe hơi, chúng ta đi xe máy. Họ đi xe hơi, họ che nắng, họ che mưa được. Còn mình phải đi xe máy, mưa nắng thì mình hứng chịu hết, bụi bặm mình hứng chịu hết. Có nghĩa là nói chỉ cần nói sơ sơ thôi, những cái mà người ta, người Việt của chúng ta ở nước ngoài hưởng là người Việt trong nước không được hưởng.
Tại sao người Việt ở bên ngoài họ sống trong cái môi trường trong sạch mà họ được trả cái giá xăng rẻ nữa? Rồi họ khi mà họ làm họ đóng thuế anh chị, họ trích ra bao nhiêu phần trăm nhưng không nhớ, không biết chính xác. Ở bên Mỹ khi anh chị làm, anh chị lãnh lương ra, người ta sẽ trả, anh chị sẽ phải trích ra bao nhiêu phần trăm để mà đóng thuế thu nhập cá nhân đó. Thì bên Dương á, là ngày hôm nay Dương được biết là 36%. Như vậy có nghĩa là gì? 36% đó nó đánh thẳng vào trong lương của mình để làm gì anh chị? Để rồi nó lo cho con mình, nó lo cho con mình đi học, nó lo cho mình về già, nó lo cho mình cái 36% nó lo cho cái lương mình về già, mình không cần phải ngửa tay xin tiền con đó anh chị. Rồi đường xá của mình đó, rồi mình đi không có phải ổ gà ổ voi, nó hư một chút xíu thôi là những cái người làm bên công trình, làm bên đường xá đó lập tức họ phải chịu trách nhiệm, họ sẽ vá lắp. Có nghĩa là cái tiền thuế của chúng ta được cái chính phủ đó họ sử dụng một cách hiệu quả, và cái giá cả hàng hóa ví dụ như xăng, điện, nước rất là thấp. Tại vì nó đã, người dân đã trả thuế thu nhập cá nhân rồi anh chị, thì cái giá tiêu dùng không thể nào cao được. Còn ngày hôm nay Đảng Cộng sản Việt Nam nó rất là mị dân, nó rất là xảo ngôn, rất là xảo quyệt, nó rất là mưu mô tham độc. Nếu mà nó không tham độc, Dân không nói đó anh chị, nó không cho người dân thường, nó không cho người dân nghèo thấy nó đánh thuế. Nó đâu có đánh thuế, nếu mà chúng ta nhìn về mặt trực tiếp chúng ta không hề thấy nó đánh thuế. Không ai đánh thuế, ngay cả bây giờ anh chị về hỏi những người cha người mẹ của mình có biết là anh chị ba mẹ đã phải đóng thuế không? Họ không biết. Mặc dù rằng họ trả thuế rất là nhiều luôn mà họ không biết. Bây giờ Dương nói lại một lần nữa, cũng là một lít xăng mà bên Mỹ họ chỉ trả có 10.000 đồng thôi. Mà cái lương của họ một giờ là 300 mấy chục ngàn đồng tiền Việt Nam. Dương tính ra, hầu như Dương tính tiền Việt Nam cho quý vị dễ có một cái sự so sánh. Một giờ, tại sao có cái sự khác biệt này? Tại sao bên Mỹ một giờ 300 mấy chục ngàn đồng? Anh chị tính bình quân lấy 12.000 thôi, 12 đô la mà nhân cho 2.3 đi thì cũng khoảng 300.000, gần 300.000. Mà tại sao mỗi một lít xăng họ đổ có 10.000 thôi? Còn trong khi ở Việt Nam một giờ mà họ phải đổ cho tới 20.000 đồng, 18, 19.000 đồng một lít xăng anh chị, thì cái tiền 10.000 đồng, cái tiền 8, 9.000 đồng còn lại nó đi đâu? Nó đi vào túi của những người lãnh đạo, nó đi vào những cái dự án, những cái công trình, những cái dự án treo, những cái công trình treo. Anh chị biết cái hệ thống mà gọi là đường cao tốc Mê Linh, đường sắt ở trên cao đó anh chị biết ngày hôm nay nó lại tiếp tục kéo dài thời gian, nó chưa hoàn thành nữa và nó thông báo lỗ nữa, nó không có tiền, nó không có vốn đầu tư nữa và nó ngưng lại. Và cái đó là một trong hàng triệu những cái dự án, những công trình treo mà chúng nó tạo ra, chúng ta nó vẽ và chúng nó ăn chia với nhau. Tại sao ban đầu cái số vốn đầu tư ban đầu là như vậy, một thời gian làm cái dự án nào, cái dự công trình nào nó cũng phát sinh cái chi phí hết, nó không có khả năng nó làm tiếp tục và nó để đó anh chị. Và anh chị biết cái những cái dự án đó, những cái công trình bỏ dở dang nó tiêu tốn hàng ngàn tỷ, và biết bao nhiêu tỷ đô la, anh chị biết bao nhiêu tỷ đô la nó đổ vào trong đó. Và nếu như mà chính phủ của Việt Nam mà họ sử dụng đúng anh chị, nó giải quyết biết bao nhiêu vấn đề về phúc lợi, về an sinh cho người lao động, cho người dân tại Việt Nam không? Hầu như gần như ngày hôm nay người dân của chúng ta mất trắng, mất sạch hết. Có những người ngày hôm nay Dương hỏi anh chị, ví dụ như bây giờ anh chị làm giáo viên đi, anh chị có biết được anh chị bệnh tật không? Không. Nếu mà anh chị sống khỏe đến khi mà anh chị về hưu, anh chị hưởng lương hưu thì Dương không nói, mà đùng một cái năm 10 năm sau anh chị bệnh một cái, anh chị biết cái chuyện gì xảy ra với mình không? Gần như là chúng ta bị bế tắc. Và công nhân cũng vậy, ngày hôm nay công nhân làm rất là nhiều năm anh chị mà chưa đến tuổi nghỉ hưu. Tại vì cái sự quy định về bảo hiểm ở Việt Nam nó có quy định là anh chị tới tuổi nghỉ hưu mới được nhận lương hưu. Vậy thì khi anh chị bệnh thì sao? Ở bên đây anh chị bệnh thì sao? Thì trong những cái livestream trước Dương đã nói rồi, nó có những cái chính sách quy định cho người bệnh hưởng như thế nào và về hưu hưởng như thế nào. Mà anh chị thấy ngày hôm nay ai mà ở Việt Nam mà bệnh là chỉ có nước chết thôi. Bệnh mà có vợ con thì vợ con đi làm, vợ con nuôi cái người bệnh đó. Còn mà nếu mà không có vợ con thì là chết thôi, là gánh nặng của cha mẹ. Còn ở bên đây người ta bệnh là bản thân họ được chính phủ lo cho người đó. Họ lấy tiền của những người khỏe đó anh chị. Tại vì sao họ lấy tiền của những người khỏe, họ lo cho những người bệnh. Rồi họ lấy những tiền thuế của những người trẻ, họ lo cho những người già. Nó cứ xây vòng vòng như vậy. Còn ngày hôm nay chúng ta đóng tiền thuế, nó đi vô trong túi của quan, nó đi vô trong cái ngân sách nhà nước, nó đi luôn, nó không quay về. Còn ở bên đây người ta lấy tiền nó làm vòng vòng anh chị, nó lấy tiền của người trẻ không, nó đánh thuế của người trẻ, nó trả cho người già. Rồi cái mốc cái người trẻ này già thì nó lấy tiền của người trẻ đó, nó trả cho người già, nó xây vòng vòng. Và bên cạnh những cái tài nguyên khoáng sản của đất nước của người ta, nó khai thác
thì tài sản đó là tài sản chung của quốc gia, của dân tộc, của người dân ở đó, nó không được quyền sở hữu riêng. Nó không được quyền, nó gọi là nó bán, nó chia chác, nó bỏ vô túi riêng, nó ăn chia với nhau. Thì anh chị nghe cái vụ Formosa mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được một cái tượng vàng bao nhiêu ký, anh chị nghe không? Những cái tài sản của quốc gia là của toàn dân của quốc gia đó, chứ không riêng một cá nhân nào. Nhưng tại Việt Nam anh chị thấy ngày hôm nay tài nguyên rừng về 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 rừng, anh chị thấy là họ lên là họ chặt cây, họ lên là họ chặt những cái cây cổ thụ, những cái cây mà có giá trị họ bán, họ chia chác nhau. Có người dân nào biết được cái điều này không? Có một cái người dân nào mà nhận được giá trị lợi ích từ những cái chuyện mà kinh doanh về tài nguyên quốc gia, tài khoản quốc gia đó của mình không? Có ai nhận được không? Không ai nhận được hết. Người ở bên ngoài khi làm livestream họ có thể mạnh dạn họ nói những cái vấn đề bất cập, còn người trong nước họ họ khi họ nói họ phải dè chừng, anh chị, họ phải dè chừng từng câu từng từ để họ chi, để họ tránh cái việc bắt bớ, họ tránh cái việc mà gắn ghép tội lỗi. Cho nên Dương mong rằng anh chị ở nước ngoài đó, khi chúng ta lên làm livestream chúng ta mạnh dạn chúng ta nói, bởi vì cái cách chúng ta nói nó không giống cái cách người trong nước. Cái cách người trong nước họ chỉ nói được 4 phần thôi, hoặc họ nói 3 phần thôi. Còn chúng ta ở ngoài chúng ta có thể tự do, chúng ta nói lên cái tội ác của Cộng sản. Chúng ta có thể nói Hồ Chí Minh là không sự thật, hoặc là Hồ Chí Minh là một cái người mang chủ thuyết Cộng sản áp đặt vào Việt Nam để cho người dân của chúng ta sống khổ. Nhưng mà người dân tại Việt Nam họ nói giống như mình không được. Họ nói giống như mình họ sẽ bị bắt, họ bị bắt bỏ tù với nhiều cái nguyên nhân lắm anh chị. Cho nên là Dương mong rằng là các anh chị ở hải ngoại chúng ta cố gắng chúng ta lên tiếng nhiều hơn nữa nha. Tại vì trong một năm thôi mà Dương thấy có nhiều anh chị ở nước ngoài họ lên tiếng thì dân ở trong nước bắt đầu lên tiếng rất là nhiều. Đó, thì rất là nhiều cái sự khác biệt mà có thể nói rằng là nếu như chúng ta không lên tiếng, nếu mà Dương ra ngoài mà đây mà Dương im lặng thì anh chị biết rằng là chúng ta vô tình chúng ta chấp nhận cái ác, chấp nhận cho cái cả đảng Cộng sản Việt Nam nó tiếp tục nó sống, nó vơ vét người dân của chúng ta. Thì không phải ai cũng có can đảm để lên tiếng nói, Dương biết điều này. Nhưng mà cái gì quan trọng hơn chị, bên cạnh là nó vơ vét cái tài nguyên khoáng sản của quốc gia, của dân tộc mình, nó còn có những cái văn bản, có những cái công hàm nó ký một cách âm thầm nữa. Cái quốc gia dân tộc này từ vào những giai đoạn mà năm 1954, miền Bắc có 22 triệu người, miền Nam có 16 triệu người, đúng không? Đến ngày hôm nay là toàn dân Việt Nam tổng cộng cái dân số ở Việt Nam là bao nhiêu? Là 94 triệu người. Vậy mà khi mà họ ký những cái công hàm, những cái văn bản đó không ai biết hết trơn. Bao nhiêu triệu người không ai biết hết trơn, và họ làm một cách âm thầm, một cách lặng lẽ. Chỉ có những người Việt ở nước ngoài biết, mà anh chị biết rằng là cái giai đoạn, những cái giai đoạn trước kia Internet đâu có phát triển đâu. Thì người ở nước ngoài họ đẩy thông tin bằng cách nào, anh chị không có cách nào hết trơn. Có những cái cách nhưng mà hiệu quả không cao so với bây giờ. Bây giờ chỉ cần một cái nút like thôi, một cái nút chia sẻ thôi là gần như nó lan tỏa khắp cả thế giới, chứ còn ngày xưa không có. Nhưng mà xui cho chúng ta là ngày hôm nay khi mà chúng ta biết, thì thời gian mà để cho chúng ta có một cái cuộc lội ngược dòng anh chị, một cú lội ngược dòng thì thời gian của chúng ta quá ít. Tại vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng, ngày hôm nay là gần như là ngày cuối cùng của năm 2017 rồi. Bước qua 2018, bước qua 2019, 2 năm nữa. Rồi năm 2019 bước qua 20 rất là nhanh. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra. Trong bây giờ anh chị nhìn thấy là ở ngoài Đà Nẵng, ở ngoài Nha Trang, ở ngoài miền Bắc thì khỏi phải bàn rồi, tại vì miền Bắc giáp ranh với lại Trung Quốc. Và thậm chí Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay mở đường cho Trung Quốc nó đi vô, đi xe hơi vô một cách thoải mái, không có kiểm tra giấy tờ. Và thậm chí cái cửa khẩu Móng Cái ngày hôm nay là mỗi ngày như vậy có khoảng 4-5 ngàn người họ đi vào mà không cần visa, không cần gì hết, họ đi vào rất là thoải mái. Và Dương được biết rằng là cái người Trung Quốc ở trên Việt Nam ngày hôm nay có trên 10 triệu người rồi. Có trên 10 triệu người họ đi vào Việt Nam rồi. Và có một số vùng cao nguyên họ sanh con của người Trung Quốc. Họ sanh có nghĩa là họ lấy người Trung Quốc và họ sanh con. Và thậm chí họ mở trường dạy tiếng Trung Quốc rồi. Mở trường dạy tiếng Trung Quốc rồi. Và họ yêu cầu là phải có những cái kênh truyền thông bằng tiếng Trung Quốc để dạy cho những cái đứa đó nghe nữa. Nó làm từ từ anh chị, giống như cái chiến dịch tầm ăn lá dâu như vậy. Thì chúng ta làm gì anh chị, chỉ còn có 2 năm nữa chúng ta làm cái gì? Nếu người dân bây giờ không biết lên tiếng, không biết đoàn kết lại, không biết vượt qua sợ hãi, chúng ta phải nghĩ như thế này nè. Chúng ta phải lên tiếng cho con cháu của chúng ta sau này. Gần như là thời gian gần đây Dương có nghe một vài livestream của những người con khi chia sẻ những cái vấn đề bất công trong xã hội, thì người mẹ, người cha, người lớn nói thôi chuyện đừng có lên tiếng, kệ chuyện của ai mặc kệ.
Nếu như mà quý vị suy nghĩ như vậy á, thì cách đây 1.000 năm, có nghĩa không phải cách đây 1.000 năm, chúng ta đã từng bị Trung Quốc đô hộ 1.000 năm rồi chứ gì. Nếu ông cha ta không đứng lên khởi nghĩa, ông cha ta không đứng lên chiến tranh chiến đấu, thì làm sao chúng ta thoát giặc Tàu, để rồi ngày hôm nay chúng ta lại một lần nữa chúng ta bị chuẩn bị rơi vào cái trạng thái đó. Có nghĩa là không, chúng ta không thể nào chúng ta vô cảm được. Những người cha, những người mẹ đừng có cái trạng thái. Dương nghe Dương rất là bực mình anh chị, bực mình lắm. Dương là ngày hôm nay Dương ngoài 30 tuổi mà Dương nghe những người 50 tuổi, 60 tuổi, Dương cảm thấy Dương khinh thường họ vô cùng. Dương nói cái này quý vị giận Dương, Dương chịu. Giận Dương, Dương chịu. Anh chị nói Dương hổn, Dương cũng chịu nữa. Tại sao trước cái vận nước lâm nguy như vậy, ngày hơn ngày mai có thể quý vị đi xuống lỗ, quý vị nằm, quý vị chết. Rồi quý vị có nghĩ rằng là đứa con của mình ở trên đời này nó sẽ chống chọi ra làm sao với lại cái việc mà nó sống trên đất nước của mình, mà nó không thể làm gì khác được khi mà một cái kẻ lạ, một cái kẻ hàng xóm, nó đi qua, nó đi vô trong nhà của mình mà nó bắt mình phải lau nhà. Cái Tết Mậu Thân 1968 là một cái thất bại của họ. Nhưng mà chúng ta học cái gì? Chúng ta học là họ chiến thắng. Rồi khủng bố trường học nó cay lại. Các bạn bây giờ, tôi biết các bạn trẻ giỏi lắm, lên trên Google vượt tầng lửa đi, coi về cái chết ở trường học nó cay lại, cay lại Tiền Giang thì chúng ta coi, chúng ta sẽ hiểu, nắm thông tin của nó. Mấy cái này tôi đâu có biết đâu chị. Tại vì Cộng sản nó gán ghép 15 người vào cái tội khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất, thì Dương mới lên Google, Dương gõ những cái tội ác khủng bố của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó hiện ra quá trời luôn. Nó hiện ra ở Cai Lậy, nó hiện ra nhà hàng Mỹ Cảnh, nó hiện ra sân bay Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Thành Trung khủng bố, nó hiện ra quốc rất là nhiều. Vậy thì những cái tội ác này tại sao họ che đậy? Và quốc tế gần như là anh chị Cộng sản nó rất là mưu mô, thâm hiểm vô cùng luôn. Gần như là thế giới họ im lặng trước cái tội ác của nó luôn. Nó che đậy mà anh chị. Thì ngày xưa anh chị thấy nó che đậy, ngày hôm nay nó cũng che đậy. Anh chị thấy mỗi lần mà nó quấn người mà đấu tranh cho dân chủ, anh chị thấy nó đâu có mặc đồ công an đâu. Nó thấy, anh chị thấy đâu có mặc đồ của quân đội công an gì đâu. Nó mặc đồ thường dân. Người ta đi đằng trước, đi đằng sau, không? Nó chạy lên, nó giả bộ đụng xe. À, đụng xe còn không thì nó đi xe, nó đi xe hơi, nó đi xe tải, đi xe hàng gì đó. Nó theo dõi người ta, bắt đầu nó nhận lệnh cái ra đụng ta chết. Thì người ta nhìn vào cái câu chuyện này, người ta chỉ thấy đó là một cái vụ tai nạn giao thông thôi. Chứ người ta đâu có thấy nó là do công an làm, do Cộng sản Việt Nam làm. Đâu có thấy anh chị, đâu có thấy là mafia làm, mà những cái nhóm này, người này được Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý để cho làm đâu, đâu có biết đâu. Nó che đậy như vậy đó anh chị. Bây giờ nó dựng những cái trạm BOT lên, đúng không? Nó dựng những cái trạm BOT lên, nó thu tiền. Thì Dương sẽ kể cho anh chị nghe cái vụ Đắc Mô. Này là Dương kể cho những người bạn trẻ nghe thôi, quý cô chú anh chị mà biết bổ sung dùm với Dương. Đắp mô, anh chị biết đắp mô, cái mô là giống như cái mô đất, cái Gò Mã anh chị. Mà bất cứ ở đâu có đường xá giao thông, xe cộ lưu thông qua lại, nó sẽ đắp đất. Nó sẽ đắp, nó lấy đồ đạc, nó lấy đá, lấy gì đó không cần biết, nó đắp thành những cái mô lớn trên cái đường vậy đó, trên cái đường xe cộ lưu thông vậy. Để làm gì anh chị? Để làm gì anh chị biết không? Trên những cái mô đó, nó đắp một cái á, là nó ngăn xe người ta đi qua đi lại. Ngày xưa anh chị đường xá đẹp lắm, ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa quốc gia người ta xây đường đi đẹp lắm, chứ không phải giống như trong suy nghĩ của chúng ta biết đâu. Cái đường đá đỏ là nó cố tình nó cào cái lớp nhựa ra, nó chở đá đỏ vùng cao nguyên gì nó đổ lên đó, để cho người dân tưởng đâu rằng là ngày trước Việt Nam Cộng Hòa là nghèo khổ. Không phải vậy đâu, không phải vậy đâu anh chị. Thì nó đắp mô để mà nó dừng xe lại, nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Nó dừng xe lại để nó cướp tài sản của người ta, nó cướp tất cả những cái tài sản trên những cái chiếc xe cộ đó. Bên cạnh nó cướp tài sản, tại vì nó đâu có làm gì ra tiền đâu anh chị. Cộng sản nó đâu có làm gì ra tiền. Anh chị nghĩ ở Cộng sản nó trong rừng trong rốn nó ra thì nó làm gì có tiền, nó làm gì có tiền. Mà Cộng sản này đa phần từ ngoài miền Bắc đi vô nữa, miền Bắc đi vô mà nó, anh chị mà biết cái ngoài miền Bắc ngày xưa anh chị tìm hiểu thì anh chị biết miền Bắc nó nghèo nó đói rồi, nó nghèo nó khổ rồi, đi xe đạp mà anh chị biết nó từ miền Bắc mà đi vô trong miền Nam, anh chị biết xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước đó anh chị, là biết bao nhiêu người của nó chết trên cái con đường Trường Sơn đó không? Và cái lực lượng của chúng ta đó, khi đó ở miền Nam có 16 triệu người hả, mà ngoài miền Bắc tới 22 triệu người lận, chúng ta trên là 6 triệu người, thì lực lượng của nó lúc nào nó cũng có sẵn để nó đưa vô trong miền Nam mình hết. Thì anh chị thấy chúng ta miền Nam chênh lệch lực lượng quá nhiều rồi còn gì nó đưa vô. Thì người miền Nam của chúng ta, lính quốc gia cũng thấy hết hồn nữa. Tại sao mà lực lượng của nó đâu mà đông quá vậy, sao mà cứ vô hoài vậy. Rồi Dương quay lại cái chuyện đắp mô. Nó cướp tài sản, nó cướp
những cái gì trên chiếc xe của người ta, rồi nó bắt những người phụ nữ nó hiếp dâm, nó bắt những người phụ nữ nó hiếp dâm ha, nó bắt những người thanh niên đi vô trong cái chiến khu của nó để mà là để làm đi làm việc cho nó, đi làm việc cho nó còn không đi nó giết á. Thì nó, đó là nó đắp mô. Rồi còn cái nữa, nó đắp mô không là còn nói gì nữa, nó cài mìn đặt giờ ở dưới cái mô đó đó, nó cài mìn ở dưới đó. Anh chị biết có nhiều loạt ban đầu á người ta không biết, anh chị, người ta xuống người ta thấy có cái mô đất mà, thì người ta xuống người ta lấy xẻng, người ta lấy đồng, người ta cuốc nó ra, cuốc nó ra thì anh chị biết là nổ mìn, bom mìn mà hẹn giờ này kia nọ mà hoặc là có một cái sự tác động nào bên ngoài thì nó nổ, nổ thì chết người, khủng bố à. Anh chị thấy khủng bố không? Mà hãy nó đã nổ vừa chết người rồi mà đường xá đó nó hư nữa, đường xá nó hư nữa thì chúng ta phải, quốc gia phải làm gì? Phải giá đường lại, vá đường lại để cho xe cộ lưu thông, chứ còn không thôi cản trở. Một chút xíu nhỏ nhỏ như vậy thôi thì anh chị biết nó khủng bố của ông của nội của người ta. Ngày hôm nay anh chị thấy là lâu lâu có nghe vụ cháy này vụ cháy kia, anh chị thấy trời ơi, nhưng mà là do gì? Nhiều khi nó chập điện. Ở Việt Nam người ta chết vì điện giật còn hằng hà sa số luôn. Thì những cái vụ cháy nổ là do điện, do cái hệ thống nó xây dựng nên nó tạo nên, nó không có kiên cố, nó không có vững chắc, nó không có đảm bảo thì cháy rồi chập điện. Chúng ta đâu có lấy cái bằng chứng nào mà chúng ta nói nó khủng bố đâu. Nhưng mà cộng sản chúng ta thấy nó khủng bố và có nhiều nhân chứng sống. Họ đã khẳng định cái điều này, có nhiều cái nhân chứng sống họ đã từng chứng kiến cái vụ mà khủng bố với Cai Lậy. Họ là một trong số những người thoát chết trong cái vụ khủng bố ở Cai Lậy năm 1960 mấy, Dương quên rồi. Dương có chia sẻ lên trên Facebook của mình rất là nhiều đó anh chị. Mấy cái này đâu có biết, tụi trẻ đâu có biết đâu, phải không? Không biết. Cộng sản nó dám nói không? Cộng sản nó dám nói tuyên truyền cho cái lực lượng 47 không? Mấy em của lực lượng 47, chị Dương hỏi nè, các em có bao giờ nghe những cái điều này không? Các em có bao giờ nghe Đảng Cộng sản Việt Nam bên ban tuyên giáo của các em nói về vụ đắp mô không? À, Đặng Tường cảm ơn anh, 1974. Có nghe không? Các em có bao giờ nghe Đảng Cộng sản Việt Nam bên ban tuyên giáo nói ông Nguyễn Thành Trung ném bom khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất, giết rất là nhiều trẻ em và phụ nữ trên đường họ đi tị nạn không? Có nghe nói không? Đâu có nghe. Cho nó bắt mình phải lau chân cho nó, rửa son, rửa chén cho nó. Tại sao có cái chuyện này? Chúng ta phải hình dung, chúng ta phải nghĩ, tao là chủ nhà, mày là khách và mãi mãi mày chỉ là khách thôi. Chứ không có chuyện mà mày đi vô nhà của tao, mày ăn, mày ngủ ở đó, mày bắt tao phải dọn giường cho mày, bắt tao phải giặt quần, giặt áo cho mày. Chỉ có những kẻ ngu si đần độn lắm mới chấp nhận cái chuyện này xảy ra. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy là chúng ta không, ngày hôm nay có nhiều người chửi ông Nguyễn Phú Trọng. Ông là một cái tên gọi là giống như tình báo Hoa Nam cài cắm rất là nhiều năm. Chúng ta không, có nhiều người chửi như vậy, nhưng mà Dương khắp không dám khẳng định là ông có phải là người tình báo Hoa Nam không, Dương không biết. Nhưng mà những cái việc ông làm để cho ngày hôm nay Trung Quốc nó lộng hành từ miền Bắc tới miền Tây, nó đủ cho mình khẳng định rằng ông đã nhún nhường và ông đã chấp nhận để cho người Trung Quốc đi vào. Ông là ai và tại sao ông với một cái cương vị là tổng bí thư, với một cái cương vị đứng đầu một quốc gia mà ông lại để cái chuyện nó xảy ra, để cho những cái người mang tiếng là hàng xóm mà họ bước vào trong nhà và họ dẫm đạp trên người dân của chúng ta. Ở ngoài Nha Trang có nhiều cái khu gọi là cái khu nghỉ, những cái xây những cái biệt thự, xây những cái khu giống như khu nghỉ sinh thái anh chị, người Trung Quốc rất là nhiều mà người Việt của chúng ta đi vào trong đó thì không đi được. Nó lại nói rằng là khu vực này không cho người Việt đi vào. Trên đất nước Việt Nam, Nha Trang, Đà Nẵng là thuộc chủ quyền của Việt Nam, của người dân Việt Nam, của 92 triệu người dân Việt Nam, mà tại sao có cái chuyện khu vực này cấm người Việt vào? Tôi đang ở Việt Nam chứ tôi đâu có đang ở Trung Quốc đâu, đúng không anh chị? Quý vị đang ở đất nước Việt Nam, tôi không hề lấn sân đất nước tàu cộng của anh chị, tôi không hề lấn sân đất nước của anh chị. Mà tại sao ngày hôm nay đi vào trong đây mà anh chị lại chia ranh giới rằng khu vực này không cho người Việt vào? Vậy thì trong con mắt của những người này, người Việt là ai? Người Việt là cái giống gì? Chúng ta không còn là chủ nhà nữa. Từ khi Formosa đi vào hoạt động trong miền Trung, biết bao nhiêu người đã rời khỏi cái miền Trung đó đi lao động khắp nơi luôn. Trung Quốc có, Đài Loan có, Hàn Quốc có, Châu Âu có, dòng dòng ở Bắc Âu có,
Đông Âu có, khắp nơi luôn. Tại vì sao mà nó sang mình phải đi anh chị? Vậy thì câu hỏi này đặt ra cho ai? Đặt ra cho những nhà lãnh đạo tại Việt Nam. Các ông đã làm gì để cho người dân Việt Nam ngày hôm nay họ phải rời khỏi nhà của họ? Họ không sống được trên quê hương Việt Nam. Các ông nắm quyền lãnh đạo rồi mà các ông không thể nào giữ được cái ngôi nhà cho toàn dân Việt Nam. Vậy thì các ông có đủ tư cách để các ông đứng lên lãnh đạo hay không? Vậy thì những người cầm quyền trong lực lượng công an, quân đội, công an trong quân đội, trong công an này kia nào, thì các vị suy nghĩ thế nào? Bây giờ chúng ta dùng cái tiền của người dân để nuôi lực lượng 47 để làm gì? Anh chị trả lời dùng đây. Bây giờ những người lãnh đạo, ví dụ như tướng Tô Lâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc đều trả lời dùm cho tôi. Cái lực lượng 47 để làm gì vậy? Để mà phản pháo lại những cái luận điệu tuyên truyền trên mạng xã hội. Nếu quý vị làm tốt, quý vị làm đúng, thì không có cái chuyện mà chúng tôi phải sử dụng truyền thông đâu. Chúng tôi không phải lên tiếng để lên án cái tội ác của quý vị đâu. Bây giờ giải thích dùm tôi tại sao Formosa nó đặt ở đó, người dân miền Trung phải di tản đi hết. Rồi giải thích dùm tôi cái lực lượng B, cái lực lượng 47, 10.000 dư luận viên đó, trả lời cho khôn khéo, trả lời dùm cho tôi. Tại vì sao cái cửa khẩu Móng Cái mở cửa ra cho người Trung Quốc đi vào không cần xin visa? Trả lời dùm tôi. Đừng có ngồi đó mà chửi tôi nữa, đừng có chửi vô ích. Trả lời dùm cho tôi. Tại sao tính đến thời điểm này Formosa vẫn tiếp tục xả thải mà không có một biện pháp nào xử lý hiệu quả? Lực lượng 47, 10.000 dư luận viên đó có trong số nhiều người này, hãy trả lời cho tôi biết. Tại vì sao ngày hôm nay người Trung Quốc có mặt khắp mọi nơi? Và thậm chí vừa rồi Dương không nhớ cái địa điểm nữa, ở đâu, một cái đám đông khoảng 200 đến 300 người Trung Quốc đã đàn áp đánh đập một cái gia đình của người Việt của chúng ta, dí đánh đập trên cái đất Việt của chúng ta. Trả lời đi. Vậy lực lượng 47 đó làm cái gì trước những cái kẻ mà chúng ta gọi là ngoại xâm? Làm gì? Làm cái gì? Lấy tiền thuế của dân, không lo về an sinh, không lo về phúc lợi, không lo về giáo dục. Giáo dục thì chỉ là yêu đảng và yêu bác. Ngay cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn muốn là học sinh, còn muốn những thanh niên có tâm là phải yêu đảng, yêu chủ nghĩa Mác Lênin. Các ông yêu đi. Thanh niên người ta trẻ trung, Dương nói giống ví dụ giống như một câu chuyện tình vậy anh chị. Thanh niên người ta thích yêu cô gái trẻ đẹp, hiện đại, modern. Các ông già rồi, các ông cũng thích yêu cái trẻ, yêu cái đẹp vậy. Nhưng mà tại sao các ông lại bắt thanh niên Việt Nam phải yêu những cái người già lớn tuổi, 70-80 tuổi bắt người ta phải yêu? Có nghĩa là gì? Cái chủ nghĩa Mác Lênin đó, cái tư tưởng Mác Lênin đó, nó đã lỗi thời lạc hậu rồi. Các nước khác nó đã kéo tượng của Mác, nó đạp đổ rồi. Lenin nó đạp đổ rồi. Bây giờ muốn tuổi trẻ Việt Nam phải yêu cái tư tưởng của Mác Lenin, yêu cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Tại sao muốn họ làm những cái điều mà chúng ta có thể nói trái với sự phát triển bình thường của xã hội hôm nay? Ngộ không chị? Lạ không? Vậy mà có những cái thanh niên họ vô trong đây họ nói mình điên, mà họ không biết là những người đó họ bị khùng. Ngộ vậy? Rất là lạ, chúng ta thấy rất là lạ. Cho nên vì sao mà Dương muốn các bạn trẻ hãy đi tìm hiểu lại về lịch sử? Tại vì không phải là Dương khơi gợi lại cái nỗi đau trong quá khứ, nhưng mà trong quá khứ đó có nhiều cái sự thật. Nó là quá khứ nhưng nó là sự thật bị che đậy. Hiện tại đó, hôm nay đó, nhưng là cái sự giả dối. Những gì chúng ta biết trong hiện tại là cái sự giả dối, trong quá khứ mới là hiện thật, mới là sự thật.